cặp đấu đáng chú ý ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia Đức năm nay sẽ là màn so tài giữa Bayern Munich và Leverkusen tại sân Allianz Arena. Bayern Munich đã có khởi đầu ấn tượng ở Bundesliga năm nay sau khi bị Leverkusen hạ bệ cách đây nửa năm. Đoàn quân của Vincent Kompany đang có vị trí số 1 vô cùng chắc chắn. Khoảng cách tới vị trí nhì bảng của Frankfurt đang là 4 điểm, trong khi nhà đương kim vô địch Leverkusen đã bị bỏ xa 7 điểm. Bayern Munich mới chỉ thua có 2 trận trên mọi đấu trường, và tất cả đều đến ở Champions League. Họ sẽ bước vào trận đấu với Leverkusen tuần này với chuỗi 8 trận bất bại trên mọi đấu trường. Cuối tuần qua, Bayern Munich gặp nhiều vất vả trong chuyến làm khách đến sân Signal Iduna Park của Dortmund. Harry Kane rời sân từ sớm vì dính chấn thương. Bayern Munich bị dẫn trước trong phần lớn thời gian nhưng đã có được bàn gỡ quý giá do công của Jamal Musiala ở phút 85. Ở trận đấu tới, huấn luyện viên Kompany nhiều khả năng sẽ có những sự xoay tua. Lão tướng Thomas Müller có thể được sử dụng ngay từ đầu. Rafael Guerrero cũng có thể được trao cơ hội ra sân. Leverkusen đã vô địch Bundesliga mùa trước với thành tích bất bại vô tiền khoáng hậu. Tuy nhiên, thành tích của thầy trò Xabi Alonso mùa này tương đối trồi sụt. Chuỗi 5 trận hòa liên tiếp vào mùa thu khiến họ bị tụt lại trên bảng xếp hạng. Cuối tuần qua, Leverkusen giành chiến thắng chật vật với tỷ số 2-1 trước Union Berlin. Jeremy Frimpong và Patrick Schick là những cầu thủ ghi bàn đem về chiến thắng cho Leverkusen. Dù vậy, khoảng cách tới ngôi đầu của Bayern vẫn còn rất xa. Không chỉ thế, Bayern còn có lợi thế về hiệu số bàn thắng bại khi đã có nhiều hơn Leverkusen tới 20 chỉ số. Leverkusen thi đấu ổn định hơn ở đấu trường cúp mùa này. Họ đánh bại các Ziska và Elversberg dễ dàng ở những vòng đấu trước. Ngoài ra, Leverkusen cũng thắng 3 trong 5 trận đầu tiên ở Champions League và có vị trí trong top 8. Leverkusen chắc chắn sẽ rất quyết tâm chinh phục đấu trường cúp quốc gia Đức mùa này. Họ có thể trở thành đội bóng thứ 7 vô địch cúp quốc gia Đức 2 lần liên tiếp sau Karlsruhe, Bayern, Eintracht Frankfurt, Cologne, Fortuna Düsseldorf và Saiker. Hiện tại, Bayern Munich đang là đội nắm giữ kỷ lục vô địch cúp quốc gia Đức nhiều nhất với tổng cộng 20 lần đăng quang. Thành tích đối đầu gần đây có phần nghiêng về phía Leverkusen. Đã 4 trận liên tiếp Bayern không thể thắng được Leverkusen. Đội khách Leverkusen cũng cầm hòa Bayern ở 3 chuyến làm khách gần nhất tới sân Allianz Arena. Ở mùa giải năm nay, Bayern được đánh giá khá cao so với Leverkusen. Đoàn quân của Xabi Alonso gặp phải những vấn đề ở mùa giải này và không thể hiện tốt như mong đợi. Bayern cũng bước vào trận đấu này với phong độ cao khi bất bại 8 trận đấu gần nhất, thắng tới 7 trận. Lợi thế sân nhà của Bayern cũng là điều không thể xem thường. Trận đấu này ban đầu được đánh giá là dễ xuất hiện rất nhiều bàn thắng. Nhưng kỳ vọng vào việc có bàn thắng ở trận đấu này càng ngày càng giảm. Có lẽ yếu tố chính nằm ở chỗ Harry Kane chấn thương và nhiều khả năng vắng mặt. Bayern đã cho thấy sự chật vật trong khâu ghi bàn khi thiếu Can. Vì vậy, trận đấu tới có lẽ chỉ xuất hiện tối đa 3 bàn thắng. Trong 10 trận gần đây, chỉ riêng Bayern đã kiếm được trung bình 6,2 quả góc. Trong 8 trận sân nhà mùa này, Bayern cũng kiếm được trung bình 7 quả góc. Với đội cửa trên kiếm góc tốt như vậy, trận đấu này có cơ hội tốt để chạm mốc 10 phạt góc. Bayern Munich vẫn đang phải đối mặt với vấn đề lớn về lực lượng. Ito Panhinha, Pavlovic, Stenizic và Ulreich chấn thương, Gnabry và Can chưa chắc có thể ra sân ở trận đấu tới. Trong khi đó, Leverkusen sẽ không có sự phục vụ của 4 cầu thủ là Boniface, Hoffman và Terrier.